dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020, chương trình có nội dung đáng chú ý sau. Chương trình Thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự ngày mai.